Ông chủ ơi, ông thấy tôi đội cái nón này sao? Ai cho cậu tự ý mời cái tên bán nón vô đây vậy hả? Đuổi hắn ra ngoài đi. Ta không có thời gian cho mấy cái thứ dơ dẫn này đâu. Công lực của cái nón này mạnh quá ta. Đây là ai vậy? Giới thiệu cho ta biết đi. Tôi đưa ông ấy tới đây là giới thiệu cho ông chủ á. Giới thiệu với ông, ông vua của những chiếc nón. Đây là quý ngài nón. Xin chào ngài Mad Max. Xin chào quý ngài nón. Hãy cho ta biết những cái nón của người có thể làm được những gì đi. Cũng đơn giản lắm. Đây là một sản phẩm mà tôi có thể nói nó độc nhất vô nhị. Một sự kết hợp độc đáo giữa robot và phép thuật đó nha. Ta rất ấn tượng đó. Xin cảm ơn ngài Mad Max. Quý ngài nón thân mến, ngươi có thể đi bắt tên Vi về đây cho ta không? Được, tất nhiên là được rồi. Ta rất vui và nóng lòng muốn xem thành quả của ngươi. Hả? Nhìn kỹ nha, có ba đứa nhỏ đang đi tới. Thằng nhóc nhìn thông minh sáng sủa nhất chính là Via. Hai đứa còn lại là bạn của nó, Imli và Kintu. Con lừa Chunbun kia cũng là bạn của Via. Wow, nhìn cái nón đẹp quá à. Vi mua cho tôi cái nón đi. Đội thử đi. Cái xịn nhất trong số những cái ở đây đó. Cái này ta không lấy tiền đâu nha. Con thích nó trước mà, tại sao không cho con đội thử? Vòng đầu của cậu quá to. Để dành cho cậu bạn này đội đi. Dạ thôi, con không cần đội nón đâu. Cảm ơn chú. Trời ơi, cái này ta cho không mà. Con không có nhận đồ cho đâu. Thằng nhóc kia, ngươi làm như vậy là đang xúc phạm ta rồi đó, biết chưa? Cứ chờ đó. Trang phục robot bật. Con là người hỏi chú trước, chú phải cho con thử trước chứ. Sao lại có chuyện như vậy được chứ? Ôi, hả? Mình đang làm cái gì ở đây vậy ta? Con bé kia, bảo nói ta biết thằng nhóc Vi trốn ở đâu rồi. Ta ở đây nè, người có giỏi thì tới đây bắt ta đi. Ha 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 ha!
sẽ tự phục hồi trong 8 giây. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, xong. Cái nón đó khả nghi lắm nha. Lúc Via đội vào thì cậu ấy giống như mất kiểm soát. Chúng ta cần lấy nó ra khỏi đầu Via. Nhưng mà làm sao chúng ta có thể đuổi theo cậu ấy đây? Ước gì lừa cũng có một đôi cánh à. Ý, sao lại không chứ? Đợi chút, cậu sẽ có cánh thôi. Nhanh lên Chun Bun, chắc chắn là họ vẫn chưa đi xa đâu. Tôi không thể bay nhanh hơn được đâu, vì tôi đâu phải là đang bay, tùy thuộc vào cậu hết đó Imli. Cậu đạp nhanh thì tôi sẽ bay nhanh thôi. Hay lắm. Đỡ lấy nè, đỡ lấy, đỡ lấy nè. Đỡ lấy. Cái gì? Chun Bun ơi, tôi sẽ cần phải nhảy lên người Via để lấy cái nón ra khỏi đầu của cậu ấy. Nhưng Imli ơi, cậu có thể sẽ bị té đó. Để cứu được Via, tôi sẽ phải làm bằng bất cứ giá nào. Sao mình lại ở đây vậy chứ? Chắc là cái nón đó đã điều khiển bắt mình đi tới đây. Imli, Chun Bun, tôi tới đây. Thông minh lắm. Để coi người chạy trốn được bao lâu. Hôm nay ta nhất định phải bắt ngươi cho bằng được. Cho tới hôm nay vẫn chưa ai có thể chống lại và phá hủy mấy cái nón của ta. Vậy mà thằng nhóc như ngươi dám làm điều đó, lần này ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Hãy cứu ta ơi, cứu ta. Quý ngài non, chắc chết quá, thằng kia đang đi lại chỗ này kia kìa. Người tự lo liệu đi, sẵn sàng chạy. Hai người ở lại vui vẻ nha. Via, ta không phải là đấu sĩ kỵ sĩ gì đâu, chỉ là người bán nón bình thường mà thôi, là người yêu hòa bình và sợ bạo lực, và ta đảm bảo sẽ đưa ngươi đi cùng với ta. Ôi.
cậu nhìn kìa, Gin tôi đang tới đó Phìa. Ôi dạ. Trời ơi, cái ông bán nón đâu rồi ta? Tôi sẽ không bỏ qua cho ông ta đâu. Ông ta chẳng tặng tôi cái nón nào hết.